xin uh, kính chào quý vị và các bác bên cạnh uh, những cái chiếc đồng hồ côn cổ treo tường thì dòng đồng hồ tạ cây cũng là một trong những cái sự lựa chọn hết sức là hợp lý khi mà các bác muốn tìm một chiếc đồng hồ để trang hoàng cho không gian phong cách của nhà mình và ngày hôm nay đồng hồ vang vọng sẽ giới thiệu trên đây tới các bác là hai cái chiếc đồng hồ tạ cây và có thể nói rằng đây sẽ là hai cái mẫu tạ cây uh, khá là đặc biệt để mà các bác có thể lựa chọn nhé một cây uh, đồng hồ để đứng đúng không ạ thì chúng ta có thể thấy nhiều rồi còn uh, phía bên cạnh đây em có thêm một chiếc đồng hồ nữa là để ở những cái phần góc đó các bác có thể thấy ngay đây là một cây đồng hồ có thể để vào góc tường, Đúng không ạ? Một thiết kế khá là đặc biệt và ít khi xuất hiện. Đó. Rồi, về tổng quan cả hai cây thì đây đều là những chiếc đồng hồ tới từ Mỹ và từ hai cái thương hiệu lớn nhất luôn. Đó là thương hiệu Howard Miller và thương hiệu Ridway. Đó, kích thước của hai chiếc đồng hồ thì em cũng sẽ báo cụ thể từng chiếc một. Chiếc đồng hồ tại cây của thương hiệu Howard Miller em đang quay đây sẽ có chiều cao là 2m02 và phần chân đế rất là dày dặn và rộng ngang là 58cm bên cạnh đó là chiếc đồng hồ đặt góc của thương hiệu Ridgway thì sẽ có chiều cao là 2m12 và phần chân đế sẽ là 68 đó là về tổng quan hai chiếc đồng hồ này thì cũng được tạo lên từ một chất liệu đó là chất liệu gỗ sồi và màu sắc của chúng thì lại có sự khác biệt các bác nhé một chiếc sẽ là màu vàng sáng hơn và bên kia sẽ là một chiếc tối màu hơn một chút để các bác có thể lựa chọn cho phù hợp với không gian nội thất của phòng khách nhà mình. Rồi, em sẽ đi quay vào kỹ hơn từng chiếc đồng hồ một để các bác nhìn qua. Chiếc đồng hồ từ thương hiệu Hawgood Miller thì sẽ có một kiểu dáng mái các bác hay gọi là dáng mái vỏ sò. Bởi vì sao? Thì ở phần đỉnh mái sẽ được chạm trổ hình ảnh của một họa tiết nơ. Đó và các bác hay gọi đây là phần nơ sò, đó. Bên cạnh đó thì phía bên ngoài đây cũng được phần mái này rất là dày dặn này, từng lớp gỗ lượn sóng đây các bác nhìn nhé ôm lấy toàn bộ phần mái bên trên và gần như là đi sát theo cái họa tiết của cái bông hoa vỏ sò này đó khiến cho rằng mái rất là mềm mại các bác nhé cực kỳ là nhẹ nhàng cảm giác rất là thoải mái khi mà chúng ta nhìn ngắm bên tiếp theo đó thì ở phần uh, cũng ở phần đỉnh mái luôn cái phần lớp gỗ này sẽ được đặt dày hơn so với cái phần nền sau đó làm uh, nổi bật hơn cho cái phần đỉnh mái đó như cái nét khắc sâu rất là đẹp này các bác nhìn nhá đó từng đường chạm một rất đơn giản thôi nhưng mà lại uh, mang lại được cái vẻ đẹp đó rồi phía dưới đỉnh mái thì sẽ có một phần à, cửa một phần cánh cửa trung tâm sẽ có ổ khóa ở phía bên ngoài đó nhìn phần khóa rất là cổ kính đúng không ạ rất là đậm chất xưa luôn mở ra này đó đây là phần khóa rất là trơn tru thôi các bác nhìn nhé đó và ngay phía dưới đỉnh mái thì đương nhiên rồi sẽ là bộ mặt số trung tâm mặt số thì à, trên một chiếc đồng hồ bộ mặt số gần như là cái thứ cực kỳ quan trọng bởi vì đã nói đến đồng hồ là phải xem giờ đúng không ạ thì để xem giờ thì chúng ta phải nhìn vào mặt số đó cái điều hiển nhiên rồi thì à, đây sẽ là một bộ mặt số nổi vàng trên nền vàng các bác nhé bộ à, từng con số vàng các bác nhìn đây được đập nổi rất là đẹp này độ sáng cao các bác nhìn nhé độ sáng bóng này đó và cái phần nền dưới cũng vậy nền dưới vẫn là một nền vàng và được à, đặt xoáy làm xoáy đi cũng rất là khác biệt các cái chi tiết ở trên phần mặt số thì được sẽ vẽ lên được bằng màu đen được in thì đúng hơn đấy ạ rất là đồng đều các bác nhá, từng cái chi tiết một này. Bên cạnh những cái con số tại cả bốn góc luôn đều có các cái hoa văn trang trí. Đó. Tiếp theo đó thì các bác nếu mà để ý kỹ thì sẽ thấy nhá. Đây là một chiếc đồng hồ với phần tâm rỗng. Đó, các bác nhìn đây, hoàn toàn có thể nhìn được vào phía bên trong của chiếc đồng hồ nhá, các bác nhìn đây đây là phần trục cốt này. Đó các cái chi tiết bánh năng ở phía bên trong em sẽ uh, soi sáng hơn một chút để các bác nhìn này. Đó các bác có thể thấy rõ đúng không ạ? Đó phía bên trong nó các bác có thể nhìn thấy nhá. Lộ tâm đấy ạ rất khác biệt đúng không ạ? Rồi tiếp theo đó thì ở phía bên ngoài tại cả bốn góc của phần mặt số thì để được uh, điểm các cái phần uh, kim loại, các cái chi tiết kim loại chạm vàng này và nền đen. Đó cũng hết sức là đặc biệt từ mọi góc cạnh chúng ta nhìn có thể thấy được các cái chi tiết kim loại bắt sáng rất tốt. Đó rất là dễ nhìn. Đây là chiếc đồng hồ sở hữu uh, bộ 12 thanh gông thì sẽ có cho mình đó là ba bản nhạc quen thuộc đúng không ạ? Bản uh, Westminster, bản uh, Smith và bản Whit còn khi chúng ta kéo cần lên trên cùng thì sẽ là chế độ Silent tức là chế độ tắt chuông đó rất là tiện và nhẹ nhàng thôi chất liệu gỗ sồi phần cánh sồi luôn và kết nối với nhau bằng phần bản lề rất là chắc chắn đây các bác nhìn đây ba bản lề bắt trải dài theo phần uh, chiều dài của cánh đó trên phần uh, cánh thì sẽ có một phần bảng ghi uh, tên của thương hiệu harold miller đó cờ company và bên phía dưới sẽ là số series của chiếc đồng hồ này đó 555044 những con số rất đẹp phần uh, cửa kính thì sẽ được uh, bo nẹp hoàn toàn ở phía xung quanh các cái phần nẹp cao su đây nó thoải mái sử dụng các bác nhé, rất là chắc chắn luôn cả kính trên lẫn kính dưới kính dưới thì sẽ đặc biệt hơn khi là bộ kính uh, vắt viền các bác có thể nhìn thấy này nó được mài viền rồi quay thân đồng hồ thì em sẽ quay luôn cái bộ tạ thì bộ tạ đồng hồ sẽ là cái thứ tạo động lực cho chiếc đồng hồ chạy ba quả tạ tượng trưng đúng hơn là sẽ sử dụng cho ba cái cơ chế của đồng hồ tạ bên phía tay trái là đánh chuông điểm giờ này tạ bên phía tay phải là đánh chuông điểm nhạc này còn tạ ở chính giữa là để cho đồng hồ hoạt động chạy giờ tức là chạy phần quả lắc luôn đây đây sẽ là quả lắc dáng cây đàn hạt cầm với những cái thanh dây là những cái tường kim loại lối từ phần mặt lắc lên trên phần vị trí móc treo bên trên đây là phần mặt lắc trung tâm này, mặt lắc trơn sáng. Phía dưới thì sẽ có thêm nó là một phần núm vặn để chỉnh nhanh chậm. Đó, với những bác nào đã từng chơi rồi thì rất là quen thuộc đúng không ạ? Và cuối cùng sẽ là phần chân đế. Đây là một phần chân đế rất là bề thế các bác nhé, các bác nhìn này. Đây là phần chân đế đây. Từng lớp gỗ một xếp chồng lên nhau. Rất là vững vàng. Đó. Rồi. Quay xa ra một chút thì các bạn cũng có thể thấy luôn ở hai bên phía bên cạnh đồng hồ thì sẽ là những cái phần uh, trụ đúng không ạ? tạo kiểu dáng trụ đây các bác nhìn này, đây là phần chân đầu này, chia cách giữa hai bên này và phần phía dưới này, khắc viền rất đẹp. ở hai bên hông của đồng hồ, bằng bên trên thì sẽ là cửa lưới, còn bên dưới thì sẽ là mặt kính để chúng ta có thể nhìn xuyên suốt ở bên trong. đây là phần cửa lưới thì em sẽ hướng dẫn các bác cách tháo một rất đơn giản nhé, chúng ta sẽ cầm ở ngoài này, nhấc lên này, đẩy vào trong và kéo xuống, xoay ngang ra và chúng ta sẽ rút được cái phần cửa lưới này ra cửa lưới thì sẽ giúp cho những cái phần âm thanh thoát ra rất là tốt đúng không ạ đó xoay bộ máy thì bây giờ em sẽ tạo tháo cái bộ cửa lưới ra nhá em sẽ để lên bên trên này soi các bác xem qua cái phần bộ máy của chiếc đồng hồ một chút đây là một bộ máy vách đồng chạy trên hỏa đà. cơ chế dây cước để các bác nhìn đây phần mặt số các bác cũng thể nhìn rõ không ạ phần tâm mặt số kìa những cái chi tiết máy kéo lên phía trên trên cái phần lịch trăng sao Bên cạnh đây thì là 12 thanh gông Quả lô để chúng ta chơi được ba bản nhạc Dàn búa thì cũng rất đẹp và đồng đều nhau Rồi Nói hơi nhiều rồi Bây giờ mời các bác cùng nghe âm thanh tiếng chuông của chiếc đồng hồ này nhé chuông tạo cây thì sẽ có một cái độ ngân rất là cao nhé các bác nhé em đã cố gắng níu lại một chút để các bác có thể cảm nhận thêm về cái độ ngân nga của tiếng chuông nhưng mà thực chất thì khi chúng ta nghe ở ngoài thì độ ngân nga sẽ còn cao hơn em vừa để ý thì bên này của đồng hồ đây có những cái phần mặc giấy được dán ở phần lưng thùng đó các cái số hiệu của đồng hồ đó, em sẽ quay rõ hơn một chút để các bác nhìn qua rồi đó là tổng quan về chiếc đồng hồ tạ cây của thương hiệu Howard Miller của người Mỹ đó các bác có thể nhìn tầm quan qua thêm một lần nữa về toàn bộ thiết kế của chiếc đồng hồ đó rất đẹp các bác nhé rất là đậm chất xưa và tân cổ luôn sang bên cạnh ở uh, đây thì em sẽ quay uh, giới thiệu luôn chiếc đồng hồ thứ hai đó là chiếc đồng hồ của thương hiệu như em giới thiệu rồi và vẫn là chất liệu gỗ sồi nhưng mà các bác có thể thấy được cái đường vân đúng không ạ các cái vân gỗ trên chiếc đồng hồ này thì có một sự đồng đều rất là đẹp đó từ uh, vị trí trung tâm đối xứng sang 2 bên các cái vân sồi các bạn nhìn này đó như là một phần mũi tên như một phần chữ v đúng không ạ chữ v này có thể là ký hiệu cho những cái dòng chữ như là victory chiến thắng chẳng hạn đúng không ạ rất là nhiều ý nghĩa trong những cái đường vân có thể là một cái chủ ý của người tạo nên chiếc đồng hồ này rất đẹp các bạn nhá và ý nghĩa rồi ba buồng của chiếc đồng hồ thì rất là đẹp đây đó là đều là ba buồng kính các hả vì thế nên là kết hợp với một phần mặt lưng gương nữa thì chúng ta có thể nhìn xuyên suốt được vào bên trong chiếc đồng hồ và các cái hình ảnh phản chiếu lại cũng rất là đẹp cây tạ cây này thì có thể nói rằng là một cái bộ thiết kế rất là sang trọng để mà chúng ta có thể trưng bày với các bác nào đang thực sự là quan tâm đến những chiếc đồng hồ tạ cây mà không gian nhà lại đang hơi bị uh, gọi là eo hẹp một chút thì chúng ta có thể chọn những cái chiếc bộ tạ cây như thế này rất là tiết kiệm diện tích cho các bác bởi vì chúng ta có thể đặt được các cái phần góc tường đó các cái phần góc 90 độ như em đang để ở đây cũng rất là đẹp mắt đúng không ạ ở đây thì chúng ta sẽ có hai phần uh, mặt kính trên và mặt kính dưới đều là những cái mặt kính vắt viền nhá ở cả hai bùng bên cạnh ở vị trí trung tâm cũng vậy sẽ là một phần mặt kính lớn cũng được vắt viền luôn những cái mặt kính vắt viền này rất là tinh tế khi mà chúng ta có thể nhìn theo các cái góc cạnh nghiêng này thì cái ánh sáng chiếu vào sẽ được khúc xạ đi nhìn rất là khác biệt rồi lại quay lại cái phần uh, tổng quan thiết kế thì sẽ có một phần mái lớn đó hai bùng bên cắt góc và vị trí trung tâm đương nhiên rồi sẽ là một phần uh, mặt số rất đẹp Em sẽ mở phần cánh ra nhá. Đó, phần cánh thì trên đây thì cũng có những cái phần tem mark đây, lidway này. Từng hiệu và số series. Bên này cũng có những cái dòng chữ của cơ sở thì phải. Ở trên đây cũng có một dòng chữ nữa là những cái ngày tháng em nhớ nếu nó không nhầm. Thì đây có thể là những ngày tháng giao lưu, giao dịch. Từ năm 98 các bác ạ, có thể là như vậy. Rồi, về phần mặt số thì chúng ta sẽ có một bộ mặt số nổi vàng, đương nhiên rồi bộ kim hoa văn rất là tương đồng nhau ở trên những chiếc đồng hồ tại cây mỹ hoa văn bốn góc điểm này chạm trổ này lịch trăng sao phía trên sẽ là mặt lịch trăng sao nền xanh với các cái chòm sao đó các cái chòm sao này rồi hai nửa bán cầu logo thương hiệu Ridgway cùng với bộ số trăng sao bên trên 29 ngày rưỡi đương nhiên rồi à, phía dưới đây vẫn là như vậy vẫn sẽ có ba bản nhạc bởi vì đây cũng là một chiếc đồng hồ 12 gông các bác nhé ba bản nhạc của chế độ tắt chuông từng con số các bác nhìn này em sẽ quay thì thật chậm để các bác có thể uh, ngắm kỹ made in uh, USA chiếc đồng hồ uh, của Mỹ các bác nhé ở thân đồng hồ thì uh, các bác có thể thấy được ánh sáng chiếu từ phần bóng đèn phía trong đúng không ạ tỏa sáng khi mà chúng ta treo chiếc đồng hồ à em xin lỗi khi mà chiếc đồng hồ này về ban đêm chẳng hạn kết hợp với phần mặt lưng gương và cái sắc vàng của bộ tạ cũng như cái phần mặt lắc đây thì ánh sáng sẽ tỏa ra rất là đẹp nhé bộ ba tạ của chiếc đồng hồ sẽ là ba tạ trơn đó ba tạ trơn phía dưới sẽ là một phần lắc dáng đàn và một phần uh, mặt lắc được chạm trổ bao quanh viền khoa văn rất đẹp các bác này đó toàn bộ phần viền những cái phần uh, cái vật thể chuyển động như thế này thì luôn luôn thu hút cái ánh nhìn của chúng ta đúng không ạ và khi được làm tinh tế như thế này thì sẽ giúp cho chiếc đồng hồ trở nên uh, đẹp hơn rõ rệt đó, các cái mảng kính được uh, kéo dài tới tận phần chân đế các bác nhá, một phần chân đế đây. Đó, chân đế cũng rất là vững luôn. Có các cái phần núm vặn các bác có thể nhìn thấy đúng không ạ? Các cái phần núm vặn điều chỉnh độ cao. Đó, để chúng ta có thể à uh, tăng chỉnh chiếc đồng hồ. Ở phía dưới còn có thể giữ lại cho mình đó là những cái phần uh, sổ sách, những cái phần giấy tờ ở đây. Em sẽ uh, thực lôi ra để các bác nhìn qua. Đây, cái phần uh, quyền sổ hướng dẫn từ thương hiệu Ritway luôn. Có thể nói rằng uh, đầy đủ mọi uh, cái uh, hướng dẫn của uh, nhà sản xuất đều có. Đó. Ba ở phần kính các bác nhìn nhá, ba phần kính rất đẹp, độ trong cao, phản chiếu rất đẹp nhá. Nhìn như là đang có bốn cuốn sách vậy. <laughs> Rồi. Về phần uh, bộ gông chơi đánh nhạc thì sẽ vẫn là 12 thành công. 12 thanh công thép. Đó. xanh đen và dài. Rồi, sau đây thì em sẽ thử qua âm thanh tiếng chuông có giai điệu của ba bản nhạc và tiếng chuông điểm giờ trầm ngân thực sự thì đây là một mẫu đồng hồ tạ cây khá là ít khi xuất hiện các bác nhé thế là chúng ta có thể uh, nhanh tay lựa chọn để sở hữu cho mình những chiếc đồng hồ tạ cây như thế này bên cạnh đó thì bên đồng hồ vang vọng cũng còn rất là nhiều các cái mẫu tạ cây khác với các cái vẻ đẹp uh, rất là nổi trội để các giao lưu cùng các bác thì uh, các bác có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ vang vọng để có thể uh, nhận thêm được nhiều sản phẩm hơn còn trên đây thì em sẽ quay giao lưu cụ thể hai cái chiếc đồng hồ mà em vừa giới thiệu rồi. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang vọng theo số điện thoại là 0912011947 để nhận được sự tư vấn từ bên em. Rồi, sau đây thì em xin được phép tạm dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi.